hình này thì cơ sở thắng rất là có, nó khá là dễ chơi ở cánh trên, khá dễ chơi cánh trên. Nhưng mà để coi, cặp bot là phải đánh kỹ nha. Bot của Rock mà đánh sai là chết nhiều lắm á. Kèo này thì bot của máy Lion mạnh hơn. Bây giờ như vậy, bây giờ điều kiện thắng của Rock là cánh trên. Điều kiện thắng của máy Lion có thể là nếu như mà set up cho con Lee Sin đánh xuống cánh dưới được thì giết được cặp Leona với Kalista này nhiều lắm. Con Ashe về công rom là counter cái cặp Leona với Kalista rất là nhiều. Đánh xuống dưới nhiều khi thắng cánh dưới để cho Kha'Zix xanh cũng ngon á. Tùy bên phía máy Lion chọn thôi à. Nhưng mà nếu là mình thì mình sẽ kêu tụi nó đánh xuống dưới. Mình sẽ kêu Leona đánh xuống dưới. Cấm chọn xong mà kêu mình đặt tiền vô đâu hả? Mình đặt tiền vô Rock nè. Tại vì thứ nhất là cấm chọn khá là ok. Cái thứ hai là theo cái thế mà BO5 mà 2-0 trước á là ván 3 dễ đi lắm. Anh nếu mà gọi là hỏi Lu là tiền của Lu nằm ở đâu thì tiền của Lu sẽ nằm ở Rock ở ván này. Anh em mà chơi kèo LEC buổi tối mà coi stream của Lu là tiền nó cứ về gọi là liên tục. Anh em nào thắng ván 3 này nghe lời tiếp của Lu thì nhớ lại quả cho luôn nha. Ui. Hay Lee Sin chạy căng quá. Tiền về chưa? Rồi. Lát sen sắp 6 chưa? Rồi bị làm chậm rồi, đừng có hụt cái W. Hay. Mọi người khi mà tiền từ Rock về thì anh em đừng quên lưu tối 1 giờ sáng giúp cho anh em về bờ nha. Ui. Tiền nó gọi là về nhanh luôn. Rồi. Mấy kèo này mọi người coi BO5 biết dễ mà. Mấy kèo mà thắng trước hai ván xong ván 3 nó lỏng tay xíu là vô đội bị dẫn trước là đẹp à. Mà các bạn mọi người thấy đúng không? Mọi người thấy bỏ qua cái chuyện mà cá độ này nọ vui vẻ thì mọi người thấy là phân tích win con của hai đội ok không? Và bây giờ hai đội đang đánh rất là đúng theo điều kiện thắng đúng không? Nhưng mà tụi Matt bây giờ đang bị chậm hơn một tí rồi. Hồi nãy nhớ mình phân tích lối chơi của hai đội nên chọn không? Thiệt với các bạn luôn mà Liên Minh mà có huấn luyện viên khi thi đấu là Lu xin một chân đứng điều chỉnh chiến thuật liền. Không, mấy cái kèo 3-0 thì 3-0 thì nó là những cái trận mà mình xác định là mấy cái kịch bản mà thua ván 3 như này là mình xác định những cái trận mà nó không chênh lệch nhiều á. Và những đội nó khao khát thắng lớn và nó muốn thắng nhanh đi. Mà còn những cái trận mà chênh lệch theo kiểu là 6-4, những cái trận chênh lệch 6-4 á mà vô cái kịch bản mà 2-0 mà thường nó sẽ bung cái ván 3 nhiều. Cái nguy hiểm duy nhất của đội hình cái điều kiện thắng này của Rock á là cánh dưới bị giết sớm quá và nhiều quá. Nhưng mà tới thời điểm hiện tại thì mình thấy là cánh dưới của Rock đánh. Họ diễn viên đánh nhịp hồi nãy luôn đi, đánh cái nhịp hồi nãy nó đang đứng cái góc kia đánh luôn đi. Mày đặt diễn thêm cái nhịp. Rồi. Để nguyên bắt thêm trụ bot xong rồi đó, game này xong rồi, cái này không cần băng trụ đâu, đánh từ từ, đánh lấy hết 6 trụ là xong. Giật về sứ giả, nhịp độ ở đâu chậm đâu, nhịp độ này ok rồi. Tụi Rock đánh bây giờ đánh khoảng chừng phút thứ 20 lấy được 2 trụ dưới nữa là xong rồi, không có gì phải gấp á. Phút 20 trên là chừng 10.000 tiền là chơi game xong, thậm chí là dùng quân sứ giả lấy đường giữa khi mà đang đánh đường dưới được luôn. Lát xem đánh ván này đang ok nè. Còn bài này hơi chậm nha, nhưng mà lát xem đánh ok. Ok, lát xem đánh ok thì ván 4 có khả năng chọn rốt được. Ván 4 cấm TF hả? Không, vấn đề ở đây là thực ra hai ván trước á, thằng Larsen bể tướng của nó ok mà, nhưng mà hai ván trước nó đánh kém quá. Con Azir với con Uri của nó đánh kém quá thì thua thôi, chứ không nhất thiết là cứ cấm con TF là chết. Hai ván trước chỉ cần thằng Larsen nó đánh ở mức trung bình thôi là đã có thể có cơ hội rồi. Hai ván trước Larsen nó đánh kém á, đánh như chấp người á.
Nhưng mà cái điểm hay của Madlen với Rock á, thì thực ra mình thấy là ok, cái ván 2 ví dụ mình cảm thấy là Rock đánh rất là yếu, xử lý micro nha cũng khá là yếu. Rồi đi. Ghê. Eluia ghê. Mặc dù là mấy pha xử lý của Rogue ván 1 ván 2 cảm giác là khá là một số pha gọi là dở với đánh ngu cũng được á, nhưng mà nhìn chung là mình cảm thấy là cả ba ván Rogue với Matt sau khi cấm chọn xong á đều biết cái win con của mình ở đâu, đều biết cái điều kiện thắng của mình ở đâu. Biết á nhưng mà làm được hay không mà còn là chuyện khác. Nhưng ít nhất là khi mà xác định được mấy cái đội này nó biết điều kiện thắng và đánh đúng theo điều kiện thắng đó thì nó vẫn là những đội mạnh. Đội mạnh là đội nhìn được điều kiện thắng của mình sau khi cấm chọn, hoặc là điều chỉnh được những cái điều kiện thắng của mình sau khi mà cái ván đấu nó diễn ra bắt đầu có được những cái biến số á. Thì về cơ bản mình vẫn đánh giá Matt với Rock là hai đội là biết làm cái đó, tức là nó biết nhìn ra điều kiện thắng của nó rồi. Nhưng mà thằng Enjoya đánh hơi căng nha. Hay Hansama nè, hay. Hay sống luôn. Tài mạng của mấy bạn về nè. Nhờ phải có giảm hồi máu nha. Giảm hồi máu nhanh nhanh để lát hồi Humanoid nó quẩy được. Humanoid với lại con Lee Sin của Ea nó dậy quẩy được. Phải có một thằng đầu tư lên giảm hồi máu. Bây giờ thằng Asama nhất quyết không lên rồi thì chắc là thằng Odone phải đầu tư lên á, lên giảm hồi máu. Bán này ngon nữa nha, là tụi Matt nó ăn được hai rồng đầu cho nên là bán này thực ra nó sẽ hơn cái con số mạng đó. Ui, con dây dạng búa. Thiếu người quá vậy. Lên giảm hồi máu đi không nội. Tụi Rock nó lên giảm hồi máu chưa ta? Tụi Rock lên giảm hồi máu chưa? Can we have a look back at the items, because I think that'll give a little bit more context. You can see two items done for Humanoid, obviously still. Ui, nó không lên kìa. Nó không lên giảm hồi máu kìa. He's not just dead weight. He can actually offer some HP, offer some damage. Laxen phải lên nha, đừng có ham. Phải bán cái bình biến dị hoặc là bán cái phong ấn đi. Bán cái bình biến dị đi. Lên giảm hồi máu đi mấy ông nội. Nó đánh Lee Sin lên hấp huyết với lại chinh phục mà không lên giảm hồi máu, găng lăng đồ nữa. Rồi thằng Kazi cầm nỏ tử thủ mà tới giờ này vẫn chưa có giảm hồi máu thì mấy thằng Rock nó không muốn thắng rồi đó. Nguyên cái team mát nó có hồi máu hết. Nguyên một cái team mát thằng nào cũng hồi máu như máy điện ạ. Xong rồi thằng ông nội Orome lên cái gì kia. Giảm hồi máu đâu. That's what this is. Yes, that representation. Yeah, I see it, but hang on, Hans might not see it because here comes another Haymaker. As well. He's going to have the Zenith Blade here. He's going to lock Eluia in place, and there's the Destiny coming out as well. They kick back on Summer, but he dodges away from the barrels. And now here comes Nature because some ammo misses Hans Summer off towards the side. Meanwhile, Odoane on the back line, Humanoid low, pops a stopwatch of his own into 5v5 brawl in the top side. Haymaker after Haymaker landing here, but it's Rogue coming out on top. They win round one, they win round two, and they win a third as Kazi falls. Now the TP coming in behind his armor is all on his low. Diễn viên nhiều quá. Armor locked down and Rogue will pick up their fourth kill of the fight. Không tự nhiên ăn Baron luôn. Có giày vò mà, không mất Baron được đâu. Sonic Wave's about to come back. It's about to die. Oh, he's coming in. Eluia goes in for it. Oh, he doesn't quite get it. Does Rogue get it? Human going back for the fight as he gets the Everfrost onto Inspired. He's got one. He's looking for two. His own Omni off towards the top side. Larson locks in the gold card. Crescent Guard used by Humanoids to keep himself alive. Kaiser on his way as well, but Mad Lions will back away. Cho tới thời điểm hiện tại, mình vẫn chưa thấy Rock có giảm hồi máu. Đụng giao tranh nha, bài vàng tung nè. Timmy di chuyển tới. Hunon lấy đi cái Thái Dương Ngã Sang. Thái Dương Sang thả khá là đẹp. Đại Văn Tiện cũng khá đẹp luôn. Hansama đang chạy không chưa bắn phát nào hết. Quá trời CC chồng vô Inspire đi vùi. Humanoid lại lao tới giảm hồi máu đâu mấy thằng ngu kia.
Bây giờ nha, thằng Odoamne nó cầm cho mình cái bình hồi phục. Nó cầm cho mình cái bình hồi phục chứ không phải là một cái mắt kiểm soát hay là một cái gương đồ tể để giảm hồi máu của mấy con Sylas, con Lee Sin. Nó cầm cái bình hồi phục làm cái đéo gì? Thà nó cầm, ok không lên giảm hồi máu được, cầm cái đồng hồ cát. Có thể là không đủ tiền đồng hồ đúng không? Thì mình cầm mắt kiểm soát. Ê, mình cầm cái bình. Ok, chấp luôn. Chấp giảm hồi máu luôn. Rốt kêu là bố mày thắng rồi. Bố mày hơn tiền nhiều quá bố mày. Dí bòi cần giảm hồi máu. Tới giờ này hai thằng cầm hai cái bình mình chịu luôn á. Con TF không cần. Con TF không cần đồng hồ hả? Bây giờ cầm cái bình làm gì vậy? Sao mua đồng hồ? Còn thằng Inspire nữa. Cầm thanh kiếm dài làm gì? Giờ này cầm cái kiếm dài làm gì? Cái slot đó mày cầm mắt kiểm soát, mày cầm kiếm dài được cái gì? Mày cầm kiếm dài, mày nhét con đứt kìa. Chơi. Jimby looking for the zenith raid, lands onto Kazi, there's a cleanse flash away, humanoid going back in, looking for Hansommer, but can't quite get onto him. Kaiser, not with the team right now, Inspire diving forward, Hansommer low, that has the GA to get it back, the arrow goes on to... Giảm hồi máu đâu! ...or you can even get the stun card out, and somehow the Lions have brought it to life, it's all Hansommer, as you say, immortal shield bow, keeping him alive, humanoid unable to land the outside, Odoamne dies as well, Mad Lions, Somehow, the Mad Lions, of the finals and they fight their way back. Elioia gets a kill onto Inspired. The Baron is up and it does not matter if they are 10k gold down. Mad will find a way. Game này đoán sai thì cho Esim kèo dư đoán Bitcoin. Oh, đúng đấy. Định mệnh để soi đường. Rồng ngàn tuổi. Inspired chưa tới mấy anh ơi. Trừng phạt của mấy anh chưa tới. Thái Dương Hạ Sang siêu đẹp, Hunoi bơi vô, Hunoi hồi 1 tỷ máu. Đại băng tiễn bắn tới rồi. Hansama đi bụi. Spring round one, finals in spring, and once again in the King's match, Mad Lions dethrone Rogue. Mad Lions with one of the greatest comebacks I have seen this year. They make their way to finals. How do they keep getting away with it? A 3-0